thiệu các bác một con âm ly rất được anh em mời chuộng. Con âm ly Sansui 7500. 7500, 9500 thì những dòng anh em rất là chuộng. Thực ra nếu mà chơi trong audio thì anh em thích 7500 hơn, bởi vì cái phần âm sắc là hay. Thực ra âm ly thì phần nào âm ly làm có công suất, phần đẩy thì nó có mạnh và yếu thôi, khác nhau ở phần âm sắc thôi. Thì cái âm sắc là hay thì tiếng nó sẽ tốt. Em về là con 7500 này rất là đẹp. Các bác nào về đến tự được bóc ni lông xanh này luôn. Cái này bóc ra nó sẽ là viền inox như này. Con này rất là đẹp, còn cả viền inox rồi. Viền Hãy subscribe.